Hội thảo biên phiên dịch quốc tế. Dịch thuật thời đại 4.0, đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng tổ chức: Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Sư phạm Đài Loan. Ba tọa đàm, hai phiên toàn thể, 12 phiên báo cáo song song, hơn 700 chuyên gia khách mời đại diện các trường, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo. Sự ủng hộ và giúp đỡ rất là hiệu quả từ các lãnh đạo, từ các nhà tài trợ, các chuyên gia, các đại biểu. Cho đến nay, tổ chức đã nhận được trên 700 đăng ký tham dự hội thảo và 78 báo cáo tóm tắt để đưa vào kỷ yếu tóm tắt. Hội thảo sẽ được tổ chức với 3 tọa đàm vào buổi sáng và 2 báo cáo trong phiên toàn thể, cùng với 58 báo cáo trong 12 tiểu ban song song có phiên dịch đồng thời. Lần đầu tiên, ứng dụng công nghệ trong phiên dịch trực tuyến tại hội thảo quốc tế. Thì rất là may mắn là trường Đại học Ngoại ngữ đã trang bị cái tài khoản Zoom ở cái mức mà nó cung cấp cho người dùng các tính năng hỗ trợ dịch cabin. Và khi mà sử dụng nền tảng này thì chúng ta có thể giả lập ra một cái môi trường giống như là dùng các thiết bị để dịch cabin ở hội thảo bình thường, thì người nói vẫn sẽ nói bình thường, phiên dịch có thể chọn được các cái nguồn tiếng để mình nghe đầu vào, và khán giả thì có thể chọn các ngôn ngữ mà mình muốn nghe bản dịch. Và hệ thống Zoom của trường Đại học Ngoại ngữ hiện nay thì đang hỗ trợ dịch từ một thứ tiếng ra 8 thứ tiếng song song, và rất là thuận tiện cho người sử dụng. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cái cú hích để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc phiên dịch cũng như là đào tạo phiên dịch tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia nói riêng và ở các trường đại học ở Việt Nam nói chung. Trong quá trình đào tạo bên phiên dịch thì cũng phải nói rằng Việt Nam chúng ta các hội thảo về bên phiên dịch thì được tổ chức cũng còn rất ít. Lần đầu tiên trường chúng ta kể tổ chức cách đây khoảng 20-30 năm gì đó. Đến năm 2007 mới có một cái hội thảo về biên phiên dịch và đào tạo biên phiên dịch tại Đại học Huế. Và sau 13 năm thì đây mới là lần đầu tiên trường chúng ta tiến hành tổ chức hội thảo trực tuyến với các cái đại biểu quốc tế cũng như trong nước ở khắp nơi. Tọa đàm trao đổi báo cáo khoa học,
đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng đào tạo biên phiên dịch, đáp ứng nhu cầu thời đại 4.0.